Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video vlog điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trong những năm gần đây thì mình thấy là công nghệ nó phát triển, nhưng mà nó phát triển cũng rất là từ từ, chứ nó cũng không theo kiểu là phát triển nhảy vọt. Thế tuy nhiên là có nhiều bạn thì có một cái suy nghĩ đấy là công nghệ thời điểm hiện tại thì nó đã bão hòa rồi, đặc biệt là về điện thoại. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy là trong khoảng thời gian vừa qua thì những sự thay đổi về điện thoại là khá nhiều đấy nhá, chứ không phải là điện thoại bây giờ đang bão hòa đâu. Vậy những sự thay đổi đó là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Chơi hay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơi hay.vn. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái sự thay đổi về thiết kế cái đã. Nếu như ngày xưa những cái sản phẩm thiết kế kiểu như là Sky A870 này, thiết kế viền màn hình hai bên siêu mỏng như thế, nó khiến cho người dùng rất là thích thú, và thậm chí là nhiều tờ báo còn đăng lên là cái thiết kế viền màn hình siêu mỏng như thế này, mặc dù là thiết kế tương lai nhưng mà nó thực sự nó không cần thiết đến, bởi vì là sợ điện thoại nó sẽ bị dễ hỏng hóc, dễ rơi vỡ va đập các thứ. Nhưng mà bây giờ đấy, các bạn thấy đấy, các hãng đã đua nhau thiết kế viền màn hình mỏng, không những chỉ là hai bên đâu nhá, mà viền màn hình trên dưới họ làm siêu mỏng luôn. Đấy. Thế thì cái cuộc đua này đầu tiên là để giải quyết cái vấn đề làm viền trên viền dưới làm mỏng hơn ấy, thì các hãng đã bắt đầu đua nhau làm cái màn hình tỷ lệ kéo dài hơn. Ví dụ như cái trường hợp của LG là họ làm cái màn hình LG G6 với tỷ lệ là 18:9, gần như là đầu tiên ở trên thế giới. Thế xong sau này thì Apple họ làm phát đột phá luôn, làm hẳn iPhone 10 với viền trên viền dưới rất mỏng, tất nhiên phải tồn tại cái tai thỏ ở giữa để mà có cái nhận diện khuôn mặt Face ID với cả cái camera ở đấy. Đấy, vậy là thiết kế tai thỏ bắt đầu ra mắt từ đấy. Và từ khi mà Apple ra mắt iPhone 10, nếu bạn để ý nhá, các hãng điện thoại họ bắt đầu đua nhau làm các cái kiểu thiết kế khác nhau nữa, và càng làm sao để cho viền nó càng mỏng càng tốt. Ví dụ như để tối ưu cái phần tai thỏ thì họ đã làm cái màn hình gọi là giọt nước, đúng nào? Oppo là cái người mà khởi nguồn cho cái trào lưu này. Thế xong rồi giọt nước thì nó vẫn cứ to, người ta lại làm cái màn hình đục lỗ. Thực ra là đục lỗ, mình nghĩ là cái hãng mà tiên phong trong vấn đề làm cái màn hình đục lỗ đấy là Samsung. Thế tiếp tục nữa nào, màn hình vô khuyết, nghĩa là cái kiểu như là dạng màn hình vô khuyết thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái cách làm, ví dụ như là camera thò thụt ấy, hay chúng ta nói là camera pop up ấy, kiểu như thế. Thì cái hãng khởi nguồn cho cái camera này là Vivo. Đấy, cứ mỗi hãng họ lại có một cái ưu điểm riêng, đúng nào? Thế xong sau này thì các hãng khác cũng làm theo, ví dụ như Oppo họ làm cái camera thò thụt kiểu V cá mập giống như cái con Reno mới zoom của mình này, hay là cả cụm thò thụt lên này, hay là những cái kiểu như là camera lật xoay này đấy của Samsung Galaxy A80 chẳng hạn, đấy cũng khiến cho cái màn hình vô khuyết. Thế xong rồi họ lại bảo là màn hình vô khuyết thì nó lại không giải quyết về vấn đề về kháng nước. Đấy, thì họ lại có là thì camera ẩn. Cái camera ẩn, nhưng mà rõ ràng là chất lượng camera ẩn thì nó cũng không được tốt lắm, đúng nào? Đấy, nhưng bây giờ những cái trào lưu ví dụ như là làm màn hình vô khuyết kiểu như là camera thò thụt hay camera lật xoay hay là camera ẩn ý, thì mình thấy là nó đã bắt đầu thoái trào rồi. Có chăng ấy là ví dụ như là cái ông Galaxy Z Fold 4 đi, ông ấy có hai camera selfie thì ok, ông ấy làm cái camera ẩn ở phía trong để cho nó mang tính chất marketing, để cho cái màn hình phía trong nó đẹp hơn một chút. Đấy, kiểu thế thì còn được. Chứ còn bây giờ những hãng nào mà chỉ có một camera selfie thì gần như là họ cũng không có làm ẩn nữa rồi, ít lắm rồi. Nhưng mà cái thiết kế đột phá nhất ấy mà mình nghĩ là áp dụng được vào trong thực tiễn được luôn và bây giờ đang được rất nhiều người đón chờ, và đấy có thể là xu thế của tương lai, đấy chính là điện thoại màn hình gập. Và Samsung thì không phải là hãng đầu tiên, nhưng mà Samsung là hãng phổ biến về màn hình gập nhất thế giới thời điểm hiện tại, với Galaxy Z Fold 4 và Flip 4. Ngày trước ấy, chúng ta có sợ là ở màn hình gập nó có dễ hỏng hay không, hay là cái giá bán nó có cao hay không. Đúng, thời điểm đầu màn hình gập rất là cao, nhưng mà bây giờ đấy thì màn hình gập mình nghĩ là hoàn toàn có thể tiếp cận được tới nhiều người dùng hơn ngày trước rất nhiều rồi. Trong thời gian vừa rồi thì công nghệ có rất là nhiều những sự thay đổi và rất là nhiều những sự thử nghiệm về phần thiết kế, nhưng chung quy lại thì cuối cùng vẫn là một là thiết kế kiểu như màn hình của Apple, hai là thiết kế màn hình đục lỗ, và ba là thiết kế màn hình gập. Đấy, đây là những cái
cái thiết kế màn hình thiết kế phổ biến nhất thời điểm hiện tại. Chứ còn có rất là nhiều hãng họ cũng đã từng thiết kế những cái phong cách màn hình khác nhau, ví dụ như là LG VU hay là BlackBerry Passport với cái màn hình nó tương đối vuông này, đúng không? Đấy, nhưng mà cũng không thành công. Hay là có những hãng họ làm cái điện thoại hai màn hình cơ. Điện thoại hai màn hình nhưng mà kiểu như một trước một sau, một cái chiếc Nubia gì mà mình quên mất tên rồi. Đấy thì bạn dựng video sẽ hiển thị lên trên hình cho các bạn xem. Như là có cả màn hình trước lẫn màn hình sau, hay là có những chiếc điện thoại mà họ làm xong rồi có cả màn hình phụ này, kiểu như LG V10, LG V20 cái thứ nữa, nhưng mà cuối cùng các bạn thấy thì cũng đâu thành công, và chốt lại cũng chỉ còn có mấy kiểu màn hình như này thôi. Tiếp tục nữa, cuộc đua về độ phân giải màn hình thì nó là cái cuộc đua từ rất là lâu rồi, từ cái thời mà mình còn mới bắt đầu chập chững và làm review cơ. Đấy, Sony thì đua màn hình 4K, lúc đầu thì là ông LG và ông Oppo là đua nhau màn hình 2K đấy, sau bắt đầu đến ông Sony là đua nhau màn hình 4K. Nhưng bây giờ thì các bạn thấy là 4K chắc chỉ còn mỗi Sony là còn sử dụng thôi. Còn các hãng khác thì thực ra là họ cũng không đua màn hình quá 2K đâu. Đấy, 2K là đã gọi là kinh lắm rồi. Đấy, và bây giờ cuộc đua bắt đầu đến từ việc là đua màn hình tần số quét cao. Đấy, các bạn thấy đấy, ví dụ như là họ đua lên 90Hz này, sau bắt đầu đến 120Hz. Nhưng mà bây giờ mình thấy là 120Hz là phổ biến nhất. Đấy, 90Hz cũng không quá nhiều bằng 120Hz đâu nhá. Nhưng sau này thì các hãng họ lại đua nhau tiếp là ở 144Hz. Hay là gaming phone vừa mới ra mắt ấy, là cái con LG Phone 6 mà mình trên tay là 165Hz. Hay thậm chí là có những cái sản phẩm tần số quét màn hình lên tới là 240Hz. Nhưng mà thực chất là mình nghĩ là 120Hz là quá đủ rồi. Không cần đấy, mắt người cũng không thể, rất khó có thể để nhìn mượt hơn được nữa. Đấy, thì cũng giống kiểu màn hình 2K và 4K, mà 2K là quá sắc nét rồi, thêm 4K nữa thì thực ra là nó cũng chả khiến cho chúng ta cảm thấy được là sắc nét hơn nữa đâu. Hiệu năng thì hiển nhiên là các hãng luôn luôn đua nhau về là ở tiến trình sản xuất. Ví dụ như ngày xưa là 2 mấy nanomet, xong xuống 10 mấy nanomet, bây giờ còn 4 nanomet thôi, sắp tới khả năng là còn 3 nanomet ấy, chưa phải 4 nữa đâu. Đấy. Rồi là Apple, một cái hãng mà cũng không phải là quá chú trọng về RAM, nhưng bây giờ RAM đã lên tới 6GB rồi đấy. Các bạn hãy chú ý nhé, Apple đã từng có khoảng thời gian hình như là 3 năm hay 4 năm rồi đấy là sử dụng RAM 1GB nhé, 3 năm sử dụng RAM 1GB. Đấy, iPhone 5, iPhone 5S và iPhone 6 đều sử dụng RAM 1GB. Mãi đến năm thứ tư khi mà lên iPhone 6S họ mới là RAM 2GB. Thế mà bây giờ cũng đã bắt đầu phải chạy đua về RAM rồi, khi mà RAM bây giờ đã là 6GB rồi. Nhưng mà cái mà mình cảm thấy là các hãng điện thoại bây giờ chạy đua nó nhiều nhất đấy là bộ nhớ trong. Ngày xưa mình nói thật với các bạn chứ, sử dụng điện thoại nào bộ nhớ trong cũng luôn luôn báo đầy, kể cả flagship các thứ. Nhưng mà bây giờ thì hầu hết 128GB giá rẻ nó cũng đã có rồi. Đấy, thì flagship thì có chẳng là có mấy ông nhiều là ông Apple hay là ông Samsung dòng S ấy, hay là Samsung Flip các thứ, vẫn cứ cố giữ cái bộ nhớ trong 128GB. Chứ còn bây giờ flagship kiểu như của Xiaomi hay của Vivo hay Oppo các thứ đưa về Việt Nam đều là 256GB hết rồi. Thậm chí là những cái sản phẩm nhiều là Reno 8, Reno 8Z, Reno 8 5G cái thứ 100% là 256GB hết rồi. Tiếp tục nữa, cuộc đua camera thì cái thời điểm lâu lâu rồi. Đấy là cái hãng Nokia họ cho cái camera 40 mấy chấm luôn, lên 41 chấm chứ phải. Lên trên cái con Nokia 1020. Đấy thì lúc đấy thì chúng ta cứ tưởng là sẽ có cuộc đua camera từ đó, nhưng mà bẵng đi, cuộc đua về số chấm đấy nhá. Tất nhiên số chấm thì nó không quyết định xem là điện thoại nó đẹp, chụp ảnh nó đẹp hay không. Đấy, nhưng mà cái cuộc đua nó xuất phát từ cái lúc đó. Nhưng mà lúc đầu mình tưởng là cuộc đua xuất phát từ lúc đó thật, nhưng mà cuối cùng là nó bẵng đi một thời gian, không đua. Thì mãi đến cái việc là ông Xiaomi ông ra mắt con Redmi Note 7, chiếc điện thoại camera 48 chấm đầu tiên trên thế giới thì phải. Thế xong bắt đầu đến Redmi Note 8 camera 64 chấm đầu tiên trên thế giới. Thế xong bắt đầu các hãng bắt đầu đua nha, lên bây giờ lên tới là 120 chấm. Apple thì giữ camera 12 chấm từ rất là lâu rồi, nhưng bây giờ cũng phải lên camera 48 chấm. Hay là các hãng họ đua về cái kích thước cảm biến. Bây giờ chúng ta đã thấy là có cảm biến ảnh 1 inch rồi đấy. Và tiện thể nói về camera thì ngày trước chúng ta có thể sử dụng đây, sử dụng cái điện thoại đây như thế này để chúng ta quay, hầu hết là quay ngang nhé, các bạn cứ để ý mà xem. Nhưng thời điểm này khi mà nền tảng TikTok phát triển thì những cái dạng video quay dọc như này đã xuất hiện rất là nhiều rồi. Đấy, cũng thay đổi cái thói quen nữa.
hay là cuộc đua về pin ấy, thì mình thấy là cuộc đua về pin thì nó cũng không phải là quá khốc liệt đâu, bởi vì là cái công nghệ pin bao nhiêu năm nay thì nó cũng không quá khác nhiều. Ngày xưa thì các hãng còn đua nhau về cái việc thiết kế mỏng, thành ra là pin không thể trâu được, nhưng bây giờ thì các hãng bỏ quá tất, không cần quan tâm đến việc điện thoại có mỏng hay không, cứ làm sao cho pin nó tốt nhất có thể. Đấy, thì cái việc chúng ta bắt gặp pin 5.000, 7.000 là điều rất là bình thường thôi. Nhưng mà mình thấy là cái cuộc đua mà nó kinh khủng hơn cuộc đua về pin đấy là cuộc đua về sạc. Ngày xưa thì có bao giờ nghĩ đến chuyện là sạc nó phải quá nhanh đâu. Mình nói thật chứ cách đây khoảng 4-5 năm, lúc mà mình mới tách cái kênh Dương Dê ra ấy, thì lúc đấy cái cuộc đua về sạc nó ít lắm. Nhưng bây giờ các bạn thấy đấy, sạc từ sạc 33W, 65W, 67W, 80W, 120W, xong rồi 150W, 165W và 200W. Đấy là những cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà thực sự là cuộc đua về sạc và cuộc đua mình nghĩ là khá ok, khá ổn. Mỗi ông Apple với ông Samsung là không nhảy vào cuộc đua này nhiều thôi. Đấy. Xong rồi những cái nhận diện sinh trắc học từ cảm biến vân tay bên trong màn hình, cảm biến vân tay một chạm bên cạnh hông. Ồ, ngày xưa Sony làm cảm biến vân tay bên cạnh hông là thất bại đấy nhá, bởi vì là cái tiết diện tiếp xúc nó rất là bé và nó hay bị trượt lắm. Nhưng mà bây giờ các hãng đấy, các bạn thấy đấy, họ làm cảm biến vân tay bên cạnh hông cực kỳ ngon luôn. Loa thì mình thấy là ít đua, loa hơi tiếc. Từ cái thời loa boom sao của HTC, lúc đấy mình nghĩ là ở điện thoại chắc sẽ phải có loa nó hay lắm. Hay là cái con LG G3 đấy là cái chiếc điện thoại mà có loa công suất là 1W đấy. Ui dồi, ngày xưa LG họ quảng cáo cái đấy kinh khủng lắm đấy. Nhưng mà bây giờ mình thấy là loa ít đua. Cũng còn ở nhiều hãng cũng có loa kép, cũng thêm các công nghệ này công nghệ nọ vào. Nhưng cuối cùng thì về cái thiết kế của một cái điện thoại nó cũng chỉ bé như thế thôi, không thể làm loa to được. Nếu mà muốn nghe hay thì cứ kết nối vào loa Bluetooth ở bên ngoài. Nên đại loại là họ cũng không đua về loa đấy. Và trên đây là những cái cuộc đua mà các bạn thấy là các hãng điện thoại họ thay đổi cũng khá là nhiều trong những năm vừa rồi, chứ không phải là công nghệ hay là điện thoại bây giờ đang bão hòa đâu nhé. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của những sản phẩm iPhone 14 mới nhất tại Clickbuy. Đấy, cũng nói luôn đấy là iPhone 14 ấy, hay là iPhone gì đấy thì nó cũng không ít khi nhảy vào các cái cuộc đua lắm. Đấy, họ thường là hay đua chậm hơn. Đấy, nhưng mà chậm là chắc. Bây giờ các bạn thấy đấy, bao nhiêu năm Apple thiết kế cũng không thay đổi mấy. Thì nếu mà đỡ muốn tham gia các cuộc đua này thì cứ có thể tham khảo iPhone nhé. Đấy, và Clickbuy thì các bạn sẽ được bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng này, bảo hành rơi vỡ này, rồi là tặng phiếu mua hàng phụ kiện trị giá 700.000 các thứ. Rồi, các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.